Hello, xin chào. Đây ông già đang trong mi. Trong hôm nay hết. Một ngày là trong được 4 sao, 5 sao rồi đó. Hai đứa, hai vợ chồng thôi. Khỏe lắm. Ông già này. Dưới này vườn điều nó một năm nó thu hoạch được chục triệu rồi đó, vườn điều đẹp. Chiều này có mưa á, mây nhiều quá, đẹp quá, trắng. Lại đã đam mà em que lâu lâu không thăm bà con đi trong mi mà quê mình là ở vùng Gia Lai đấy. Năm nào trong mì do nó giá là thấp quá, như thế nào mà giá nó lên được à? Chuối thì nhiều đầy vườn cả chuối đó. Cây nó có trái hết đâu chuối rồi. Đây là nước bầu đồng bào hay uống, là giống như người ta bò tô lăn, nó không nóng. Giờ này